các quan đại thần quyền lực xúc phạm các công chúa và phi tần, bệnh dịch và lũ lụt hoành hành. Địa ngục trần gian thời kỳ Tam Quốc thực sự khủng khiếp đến mức nào? Khi nhắc đến thời kỳ đại phân biệt trong lịch sử Trung Quốc, nhiều người có thể liên tưởng đến thời kỳ Ngụy Tấn, Nam Bắc Triều. Thực ra, thời kỳ Tam Quốc mới chính là khởi đầu của Nam Bắc Triều. Cảnh tượng giai đoạn này vô cùng loạn lạc và đáng sợ. Qua phim ảnh, người xem chỉ thấy được các thiêng anh hùng và đầy rẫy những mỹ nhân. Trên thực tế, đây có thể xem như một địa ngục trần gian trong lịch sử. Vậy, bức tranh thời kỳ Tam Quốc thực sự khủng khiếp đến mức nào? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Theo tài liệu lịch sử ghi lại, vào cuối thời kỳ Tam Quốc, tổng số dân cư trong các quận huyện trên cả nước là khoảng 7,67 triệu người. So với đỉnh điểm 6,5 triệu dân trong thời Đông Hán, con số này đã giảm khoảng 89%, tương đương với hơn 57 triệu người. Dĩ nhiên con số này có phần cường điệu khi các thế lực địa phương đã khai báo sự thật về dân số để trốn thuế. Và người dân ở tầng lớp thấp hơn đã trở thành những người tị nạn để tránh chiến tranh. Vì vậy, theo dữ liệu từ lịch sử dân số Trung Quốc, trong thời kỳ Tam Quốc, dân số thấp nhất của Trung Quốc là khoảng 22 triệu người, so với đỉnh cao 65 triệu người vào thời Đông Hán. Thì sự sụt giảm này ước tính khoảng 67%, tức là giảm hơn 40 triệu người. Đây thực sự là một con số khủng khiếp. Sự suy tàn của quyền bá chủ châu Âu đã gây ra cuộc chiến tranh với sự tham gia của hơn 33 quốc gia, kéo theo sự huy động quân đội trong chiến tranh thế giới thứ nhất, với lực lượng lên đến hơn 70 triệu người. Con số thương vong được thống kê sau chiến tranh là khoảng 22 triệu người. Mức giảm dân số từ cuối Triều Hán đến thời Tam Quốc thậm chí còn lớn hơn bất kỳ cuộc loạn lạc nào trong lịch sử Trung Quốc, ngoại trừ cuối triều đại nhà Thanh. Hơn nữa, trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất đã có sự xuất hiện của xe tăng, súng máy phòng không, thậm chí là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Vậy tại sao các cuộc chiến tranh Tam Quốc xảy ra trong thời kỳ vũ khí lạnh lại gây ra tổn thất lớn đến vậy? Ngoài những chiến lược mưu lược và câu chuyện tranh giành quyền lực mà chúng ta đều quen thuộc trong tiểu thuyết diễn nghĩa, thì trong khoảng thời gian từ cuối nhà Hán đến đầu triều đại Tấn, đã xảy ra điều gì dẫn đến sự suy giảm mạnh mẽ về dân số? Vào cuối thời Đông Hán, toàn bộ vùng Trung Nguyên bỗng nhiên phải đối mặt với một đợt thời tiết cực lạnh đặc biệt. Vào mùa hè, có những trận mưa đá to như quả trứng, gió lạnh vào mùa thu giống như mùa đông, còn đến mùa đông, tuyết phủ trắng xá miền Giang Nam. Khắp nơi ở phía Nam và phía Trung, mặt hồ đều bị đóng băng. Lượng mưa khan hiếm khiến sản lượng lương thực sụt giảm, không khí lạnh giá tràn ngập 13 tỉnh của Đông Hán. Các bệnh dịch tương tự như cúm xuất hiện ở nhiều nơi. Đặc biệt sau khi Hán Hậu Thiếu Đế là Nhu Hoàng lên ngôi, lại xảy ra liên tiếp các thảm họa lớn như dịch châu chấu, sâu bệnh, lũ lụt, mưa đá, nước biển dâng, hạn hán và hơn 10 loại thiên tai quy mô lớn khác. Giống như một hình phạt do trời đất giáng xuống, nạn đói và dịch bệnh liên tục hoành hành trên đất Đông Hán. Vào năm 171, lũ lụt xảy ra, ngay sau đó là mưa đá và lũ quét vào mùa hè. Năm 173, khu vực Đông Sơn xuất hiện sóng thần. Năm 177 lại xảy ra hạn hán lớn. 7 tỉnh của Đông Hán đồng thời gặp phải dịch châu chấu. Trong suốt khoảng thời gian từ năm 168 sau Đông Hán bị diệt vong, trên toàn bộ lãnh thổ ít nhất đã xảy ra 2-3 trận động đất có ghi chép rõ ràng. Những thiên tai liên tiếp khiến cho số lượng người dân nghèo khổ không thể gánh nổi thuế má, phải tìm cách bỏ trốn đến các tỉnh khác. Trên những cánh đồng hoang vu khắp nơi đều là những người vô gia cư. Biến đổi khí hậu mạnh mẽ đã khiến cho động vật hoang dã trên thảo nguyên di cư ổ ạt về phía Nam. Trong số đó, chuột đồng mang virus khi xâm nhập vào khu vực Bắc Trung Quốc, kết hợp với các bệnh tương tự cúm đã gây ra một trong những dịch bệnh nghiêm trọng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Để phản ánh điều này, Tào Thực đã có một bài viết mang tên Nói về dịch bệnh. Trong đó ghi lại rằng, nhà nhà đau đớn vì có sắp chết và phòng phòng đều có tiếng khóc than. Có những gia đình đã mất người đàn ông trụ cột, có nhà thì cả gia đình đều qua đời vì bệnh tật. Trong bài Hạo Lý Hành của Tào Tháo còn viết xương trắng để lộ giữa đồng và ngàn dặm không có tiếng gà gáy. Theo các tài liệu lịch sử, vào năm 171 đã có một trận đại dịch. Tiếp theo, vào năm 173, 179
182-185 cũng có sự xuất hiện của bệnh dịch. Bao gồm cả trong thời kỳ Tam Quốc, trước và sau trận Xích Bích, trận Hợp Phì và trận Giang Lăng đều có dịch bệnh bùng phát. Vào thời kỳ Bắc Phạt của Gia Cát Lượng cũng xảy ra dịch bệnh. Năm 223 sau Công Nguyên, trời làm đại dịch, lệnh gọi các quân trở về. Cùng năm đó vào mùa hè tháng 4, Lưu Bị qua đời. Tháng 4 năm 234 có đại dịch, Gia Cát Lượng qua đời tại Ngũ Trượng Nguyên cùng năm. Dịch bệnh này kéo dài từ cuối thời Đông Hán cho đến cuối thời Tam Quốc. Trong số Kiến An thất tử đã có 5 người tử vong. Anh trai của Tư Mã Ý là Tư Mã Lãng cũng chết vì dịch bệnh. Nhiều danh tướng và mưu sĩ nổi tiếng như Quách Gia, Chu Du, Lỗ Túc đều mắc bệnh mà qua đời. Tại Nam Dương có một gia tộc họ Trương, trong gia tộc có hơn 200 người, nhưng chưa đầy 10 năm kể từ khi dịch bệnh bùng phát, gần 3/4 thành viên trong gia tộc đã qua đời. Chính vì thế, Trương Trọng Cảnh đã viết tác phẩm Thương Hàn Tạp Bệnh Luận. 10 năm sau khi dịch bệnh bùng phát, thủ lĩnh của quân Khăn Vàng là Trương Giác đã hô to khẩu hiệu: trời xanh đã chết, trời vàng phải lập, vào năm Giáp Tý, thiên hạ tốt lành, và khơi dậy một phong trào khởi nghĩa rầm rộ. Trong vòng một tháng, dân chúng và lưu dân ở 8 châu của Đông Hán như Thanh, U, Từ, Ký, Kinh, Dương, Duyện, Dự đã lại bị nhấn chìm trong khói lửa của triều đình và quân Khăn Vàng. Mặc dù khởi nghĩa Khăn Vàng không tiêu diệt được triều đại Đông Hán, nhưng nó đã phá hủy hệ thống và nền tảng của triều đại này. Năm 188, để tăng cường quyền tự chủ của các châu và chống lại sự nổi loạn, Hán Ninh Đế đã chấp nhận đề xuất của Lưu Yên, chính thức trao quyền cho các châu. Sau khi cuộc nổi loạn kết thúc, quyền lực của các quan địa phương dần dần bắt đầu thoát khỏi sự kiểm soát của triều đình, trở thành các thế lực độc lập. Trong số đó, thế lực lớn nhất là quân phiệt Lương Châu, Đổng Trác. Sau khi Hán Linh Đế qua đời vào năm 189, bên trong Đông Hán chỉ còn lại 3 thế lực. Đứng đầu là quyền thần ngoại thích do Hà Tiến lãnh đạo, kế đến là thế gia đại tộc do Viên Thiệu đứng đầu, và cuối cùng là nhóm hoạn quan, Thập Thường Thị. Dưới thời Hán Linh Đế, hoạn quan được sủng ái, còn thế gia và ngoại thích bị áp bức. Vì vậy sau khi Linh Đế băng hà, Hà Tiến đã liên minh với Viên Thiệu, mời Đổng Trác vào kinh để tiêu diệt nhóm hoạn quan. Nhưng không ngờ, Thập Thường Thị đã nhanh chân hành động trước, dẫn đến việc Hà Tiến bị ám sát. Sau khi Hà Tiến qua đời, Lạc Dương rơi vào hỗn loạn. Viên Thiệu đã dẫn quân tiêu diệt hơn 2.000 hoạn quan, bao gồm cả Thập Thường Thị. Kể từ đó, ngoại thích và hoạn quan đã hoàn toàn rút lui khỏi triều đình Đông Hán. Thế gia đại tộc trở thành người thắng cuộc cuối cùng. Thế nhưng vào lúc đó, Đổng Trác đã vào kinh nắm quyền quân sự, trực tiếp phớt lờ thế gia mà nhanh chóng tiếp quản triều đình Đông Hán. Từ đó, khởi đầu cho một loạt hành động tàn bạo của mình. Sau khi phế truất Thiếu Đế và lập Hiến Đế, Đổng Trác đã đầu độc Hoàng Thái Hậu. Trong lúc Hoàng Thái Hậu được an táng, ông ta đã đánh cắp các bảo vật trong mộ của Linh Đế. Thêm vào đó, ông còn buông lỏng cho quân lính cướp bóc trong thành Lạc Dương, xâm hại phụ nữ. Chính ông cũng đã chiếm đoạt hậu cung của Hoàng Đế, gây tai họa cho các công chúa và vợ con của những người giàu có, dựa vào tâm trạng để tùy tiện sát hại các đại thần. Những hành động của Đổng Trác, đặc biệt là việc hái đảo, đã gây ra sự bất mãn mạnh mẽ từ những gia tộc quyền quý khắp nơi. Họ đã lần lượt rời bỏ Lạc Dương, bắt đầu tận dụng ảnh hưởng và tài sản của gia tộc để tuyển mộ binh sĩ, tạo thành một liên minh các chư hầu. Những nhân vật quen thuộc như Viên Thiệu, Tào Tháo, Tôn Quyền và Lưu Bị đều nổi bật trong thời kỳ này. Khi nghe được tin về liên minh chư hầu, Đổng Trác quyết định di rời kinh đô. Để ổn định dân chúng, trước tiên ông đã sai quân đánh chiếm thành Dương Thành, sát hại tất cả nam giới trong thành, sau đó treo đầu họ lên xe. Những người phụ nữ trong thành đều bị bắt và phân phát cho binh lính Tây Lương, đồng thời còn tuyên bố với dân chúng rằng đây là chiến công của quân Tây Lương đánh bại liên quân chư hầu. Trước khi rời đô về Trường An, Đổng Trác đã ra lệnh thiêu hủy tất cả các công trình trong thành Lạc Dương. Trong quá trình di rời, ông cũng đã xử án nhiều dân chúng mang tài sản đi. Hầu như mỗi thành phố đi qua đều có một cuộc tàn sát. Năm 192, Đổng Trác bị nghĩa tử Lữ Bố ám sát. Lý Thôi và Quách Dĩ không phục nên đã đuổi Lữ Bố ra khỏi thành. Sau khi hai người này nắm quyền Trường An, đã có một cuộc thảm sát diễn ra. Chẳng bao lâu sau, giữa họ lại bắt đầu cuộc nội chiến. Cuộc chiến giữa hai bên gần như đã thiêu rụi tất cả các công trình trong thành Trường An. Là một vị vua của một quốc gia, Hán Hiến Đế cả ngày đói đến hoa mắt chóng mặt,
các quan viên dưới quyền thượng thư chỉ có thể tự mình ra ngoài tìm rau dại. Khu vực quan trung tràn ngập cảnh tượng con người ăn thịt lẫn nhau. Ở một bên khác, Lữ Bố vừa trốn khỏi Trường An vừa cướp bóc. Ngoại trừ quân đội Lương Châu, Tôn Sách trong cuộc tranh giành với Công Tôn Toản ở Thanh Châu cũng thường xuyên cướp bóc dân chúng. Sau đó còn đánh Lưu Thạch, Thanh Ngưu Giác, Hoàng Long, đều tàn sát các trại thành, chạy trốn thoát thân, chém đầu hàng vạn người. Họ trực tiếp coi việc tàn sát như một phương thức để tiếp tế lương thực. Công Tôn Toản trong cuộc chiến với Viên Thiệu đã lợi dụng đêm tối tấn công vào đại doanh, khiến Viên Thiệu thảm bại và buộc phải chạy trốn. Người nhà cũng bị bắt sống. Còn Tôn Sách trong cuộc tấn công vào Ngân Bạch Hổ đã tàn sát Đông Giã. Tôn Quyền trong cuộc tiêu diệt Lý Thuật đã từng tàn sát thành, chặt đầu Thuật, di rời hơn 3 vạn người thuộc hạ khi tấn công Hoàng Tổ, lại tàn sát thành, bắt giữ hàng vạn nam nữ. Trong các tài liệu lịch sử về thời Tam Quốc như Tam Quốc Chí và Hậu Hán Thư, ngoài các thế lực thuộc phe Thục Hán thì hầu như tất cả các lực lượng tự trị khác đều có ghi chép về việc tàn sát thành. Nếu không có thì có thể là hình thức tàn sát khác, như việc Viên Thuật cố gắng tăng thuế đến mức tột độ, dẫn đến vô số quân lính chết vì đói và lạnh. Vùng Nam Dương vốn giàu có đã bắt đầu xảy ra tình trạng người ăn thịt người. Phe Tào Ngụy năm 193 đã thực hiện một cuộc tàn sát lớn tại Từ Châu. Sau trận Quan Độ, họ còn thảm sát quân đầu hàng của Viên Thiệu. Năm 214, Hạ Hầu Uyên tàn sát Hưng Quốc và Phúc Hán. Ngoài ra còn có các cuộc tàn sát tại Bành Thành, Vĩnh Thu và Phạn Thành. Trong phái Ngụy Tào có một tướng tên là Vương Trung, vào thời loạn lạc ở Quan Trung đã phải dùng người làm thức ăn. Khi Lưu Bị bị Lữ Bố tấn công, buộc phải rút quân về Quảng Lăng, trong quân đội cũng xuất hiện hiện tượng lính giết hại và ăn thịt lẫn nhau. Trong cuộc vây hãm của Viên Thiệu vào ngày trước khi thành Đông Vũ Dương bị phá, Tăng Hồng đã không ngần ngại giết vợ lẽ của mình làm thức ăn cho quân lính. Khi Tư Mã Ý tiến công Công Tôn Nguyên, trong thành Tường Bình cũng đã xuất hiện cảnh tượng lấy người nuôi người. Đáng chú ý là việc lấy người làm lương thực đã trở thành điều mà các chư hầu ngầm thỏa thuận với nhau, thậm chí đã biến thành một phương thức cung cấp hợp lý. Chỉ đến khi trận Xích Bích và trận Tương Dương Phản Thành kết thúc, Tào Phi, Lưu Bị, Tôn Quyền và những người khác lần lượt xưng đế xưng vương, thì thiên hạ mới hình thành một cục diện Tam Quốc tương đối ổn định. Dĩ nhiên, đó chỉ là sự ổn định bề ngoài. Sau khi ba nước đứng vững, thì đời sống của người dân Tam Quốc sẽ như thế nào? Đông Ngô là một ví dụ rõ ràng. Theo những tài liệu từ thẻ tre được khai quật vào năm 1996, thuế má ở Đông Ngô rất cao, lao dịch nặng nề. Giữa người dân thường xảy ra nhiều trường hợp trốn chạy, bỏ con, thậm chí có những người tự làm tổn thương bản thân để tránh khỏi chính sách hà khắc. Trong thời kỳ Tam Quốc, không ít người dân đã phải trốn chạy để tránh chiến tranh. Có gia đình kéo theo cả người thân đã rút lui vào rừng núi. Vì lý do này mà Tôn Quyền đã nhiều lần tiến hành các cuộc trừng phạt quy mô lớn đối với các khu vực như Trường Sa, Ngọc Trương và nhiều huyện khác chỉ để nhằm mục đích gia tăng dân số. Những người bị bắt nếu thuộc tầng lớp yếu đuối thì sẽ đi cày ruộng nộp thuế, còn những ai mạnh mẽ hơn sẽ được đưa ra chiến trường tham gia quân đội. Ngoài ra trong thời kỳ Tôn Quyền cầm quyền, nhiều vùng, đặc biệt là cư dân trong nước, lâm hương đều chịu sự thu thuế như thuế canh tác, thuế thu gom, thuế thuê nhà, thuế rượu, thuế dụng cụ, thuế tiền tài cùng với hơn 10 loại thuế khác. Tương tự nhà Ngụy cũng chỉ định thu thuế ruộng và thuế đất. Hành động này của Tào Tháo trong giai đoạn đầu đã thực sự giải quyết vấn đề người tị nạn. Nhưng những phương án đối phó này được thiết lập trong thời kỳ đặc biệt đã tạo ra khoảng trống cho những gia đình quý tộc kiếm tiền khi nền kinh tế ổn định trở lại. Việc thực hiện chương trình quân điền ban đầu đã trở thành sự bóc lột sức lao động của nhân dân. Nói một cách đơn giản là vấn đề chỉ nảy sinh khi có sự xuất hiện giàu nghèo. Ví dụ, vào năm 213, Tào Tháo đã chuẩn bị di dời dân chúng ở khu vực Giang Hoài về phía Bắc. Nhưng kết quả lại dẫn đến hàng chục vạn cư dân địa phương đã chạy sang Đông Ngô. Về lãnh thổ và dân số, cả Ngụy và Ngô đều lớn hơn rõ rệt so với Thục Hán. Điều này có nghĩa là họ có nhiều sự ủng hộ từ các gia tộc lớn và cũng dễ dàng hình thành các gia tộc lớn hơn. Ngược lại, Thục Hán với quy mô nhỏ hơn lại có thể tránh xa vấn đề này một cách tối đa. Dù Gia Cát Lượng đã áp dụng những hình phạt nghiêm khắc, nhưng ông vẫn có thể thực thi pháp luật một cách công bằng. Trên thực tế, con người không lo thiếu thốn mà lo về sự bất bình đẳng, không lo về sự nghèo đói mà lo về sự bất an. Trái lại, trạng thái xã hội với chênh lệch giàu nghèo nhỏ còn có thể khuyến khích lòng hăng hái của nhân dân, nâng cao năng lực vận hành của toàn quốc. Nhưng đáng tiếc,
Gia Cát Lượng lại sớm qua đời vào năm 234. Trong 42 năm tồn tại của nhà Thục Hán, ông chỉ nắm quyền trong 13 năm đầu. Sau khi Gia Cát Lượng mất, hệ thống của nhà Thục Hán dần dần sụp đổ. Trong cuộc chiến tiêu hao lâu dài, các nước đều phải dựa vào bề dày văn hóa và quy mô của mình. Vì vậy, các cuộc chiến tranh trong giai đoạn này thường là để chiếm đoạt đất đai hoặc dân số của các nước khác nhằm mở rộng cơ sở của chính mình để có thể tồn tại càng lâu càng tốt. Quy mô càng nhỏ thì càng cần phải chuẩn bị chiến tranh tích cực hơn. Ngoài ra, sử gia Trần Thọ còn ghi chép rằng, trong thời kỳ Tam Quốc phân chia, các nước thường xuyên thông qua việc đại xá tội phạm để cho họ quay về phục vụ trong quân đội hoặc sản xuất nhằm nâng cao năng lực vận hành của quốc gia. Cái giá phải trả cho việc này là làm suy yếu pháp luật và sự ổn định xã hội. Trong số đó, chính quyền Tào Ngụy đã thực hiện đại xá tổng cộng 22 lần. Chính quyền Đông Ngô đã thực hiện đại xá 32 lần. Chính quyền Thục Hán trong thời kỳ của Gia Cát Lượng không có ghi chép về đại xá. Nhưng trong 30 năm sau khi Gia Cát Lượng qua đời, Thục Hán đã có 11 lần ban hành lệnh đại xá. Đến năm 263, Thục Hán bị tiêu diệt. Chính quyền Tào Ngụy cũng bị các quyền thần thao túng. Năm 265, Tư Mã Diên lên ngôi, thành lập triều đại Tấn và tiêu diệt Đông Ngô sau 15 năm. Từ tỷ lệ lãnh thổ và dân số của ba nước, ba quốc gia cơ bản đã tận dụng sức dân đến cực hạn. Đối với chúng ta ngày nay, điều đó không được gọi là sống, thậm chí không phải là tồn tại. Càng nhìn lại những thời kỳ lịch sử kinh hoàng này, có lẽ người dân của mỗi quốc gia trên thế giới lại càng phải trân trọng cuộc sống an cư lạc nghiệp hiện tại. Bạn nghĩ gì về sự khủng khiếp trong thời đại Tam Quốc? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối hàng ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.